Nếu mà mình không lấy cái thời gian mà lâu á, nó có thể là nó ngập lên khoảng tới đâu? Ngập lên tới đỉnh chơi luôn hả? Mình cỡ ra 3 cặp, 2 cặp này cũng đúng một ngày à. Dạ, 2 cặp là mình nha. Nhà chú nhiều người không? Nè, cô chú anh chị nè, chung là nước bây giờ là quý như vàng nha. Nè, có được không chị chở được không? Hồi hồi nhà có anh trai chị tiếp chứ. Một ngày là mình lấy khoảng mấy can là đủ trong gia đình mình sinh hoạt vậy? Dạ, 4 can ha. Dạ. Lấy kiến hả? Trời ơi, cô chú ở đây lấy kiến. Mình lấy kiến về làm gì hả cô chú? Làm canh chua. Cao Tùng Vlog mến chào quý cô chú, anh chị và các bạn nha. Hiện tại thì Cao Tùng Vlog đã trở về khu vực An Giang. Đặc biệt Cao Tùng Vlog đứng ở đây là khu vực Bảy Núi nha. Phải nói là trong những cái tháng qua thì hạn hán lũ lụt xảy ra khắp nơi trên nước của mình luôn. Đặc biệt là khu vực Tiền Giang thì một địa điểm khô hạn, một địa điểm thì nước lại ngập lụt. Phải nói là năm nay là bước sang năm Thìn thì cái cuộc sống của bà con phải nói là rất là khó khăn. Đặc biệt là khu vực Bảy Núi cũng không ngoại lệ nha. Ở đây thì hiện tại đang rất là khô hạn. Cô chú anh chị có thể nhìn thấy những cái cánh đồng ở sau lưng Cao Tùng Vlog nè. Đáng lẽ là những cái ngày này là lúa đã xanh tươi hết rồi, nhưng mà hiện tại thì không có nước để mà xạ những cái miếng lúa này luôn. Và đặc biệt thì hôm nay Cao Tùng Vlog sẽ mời cô chú anh chị và các bạn theo chân Cao Tùng để về một cái địa điểm phải nói là hiện tại cũng đang khô hạn cực đỉnh luôn, nhưng mà có xuất hiện một cái giếng phải nói là nước quanh năm. Cái giếng này thì Cao Tùng Vlog cũng không có biết là có từ bao lâu nha. Hôm nay thì tình cờ Cao Tùng Vlog được một số cô bác anh chị khán giả ở khu vực Bảy Núi cho hay là ở đây có một cái giếng là giúp cho bà con vượt qua được khó khăn trong thời điểm hiện tại. Tuy là thời điểm hiện tại là khô hạn kéo dài, nhưng mà cái giếng nước này vẫn không bao giờ cạn nha. Bây giờ thì Cao Tùng Vlog sẽ đến đó để cập nhật tình hình, xem là cái giếng nước đó có từ bao lâu rồi và cái cuộc sống của bà con ở khu vực đó như thế nào. Cái địa điểm chính xác của cái giếng nước đó là khu vực xã Âu Lâm của huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang nha. Thì Cao Tùng Vlog cũng chưa có đi lần nào luôn. Hôm nay thì trải nghiệm và quay cái hành trình từ ở Chi Tôn đi vào khu vực xã Âu Lâm và đến ngay cái địa điểm cái giếng nước không bao giờ cạn ở khu vực Bảy Núi nha. Rồi, Cao Tùng Vlog sẽ mời cô chú anh chị và các bạn theo chân Cao Tùng nha. Cái đường dẫn vào khu vực cái giếng nước thì Cao Tùng Vlog hướng dẫn bà con cô bác nha. Có thể đi được hai hướng nha. Từ xuất phát từ Chi Tôn thì cô bác anh chị có thể đi cái hướng vào khu vực đồi Tích Dục và đi thẳng tới chậu Lâm, hoặc là mình có thể đi hướng qua núi Cô Tô á, mình có thể vòng lại qua chậu Lâm cũng được luôn. Nghe nói là cái giếng cũng gần với khu vực đó. Bữa nay thì Cao Tùng Vlog đi cái hướng là ở bên Tấp Dập nha, đi thẳng vào. Một xíu nữa thì Cao Tùng Vlog sẽ hỏi thăm một số cô chú ở đây xem là vị trí chính xác của cái giếng. Cao Tùng Vlog cũng chưa có biết chính xác luôn nữa. Ở đây là tới khu vực đồi Tích Dục rồi nè. Tiếp tục chạy thẳng luôn vào khu vực xã Âu Lâm á. Giờ mình đi thấy con đường này khang trang hồi xưa nha. Xưa mình đi cái con đường này cách đây cũng 7-8 năm rồi, thấy còn hoang sơ lắm. Bây giờ phát triển du lịch thì sửa chữa cái đường lại đẹp lại rồi. Đây nhiều quán đặc sản ở Bảy Núi nổi lên nè, gà núi rồi gà ủ thum nhiều lắm.
cái đó lấy mật ong hay gì chú? Lấy mật ong hả? Ủa trên đó có mật ong sao? À, có ong phía trên kìa. Ủa cái đó là mình lấy kiến hay là lấy ong? Lấy kiến hả? Cô chú này như không biết tiếng tiếng Việt hay vậy? Ồ, như là lấy mấy cái tổ kiến. Dạ. Lấy kiến hả? Trời ơi, cô chú ở đây lấy kiến. Mình lấy kiến về làm gì hả cô chú? Làm canh chua xích con vịt đó. Làm gì chú nói kỹ kỹ lại đây. Canh chua con vịt. À, nấu canh chua hả? Dạ. Ồ, nghe lạ lạ ta. Xích bơ cũng được. Dạ. Ngon rồi. Chú nói là nấu canh chua. Dạ. Mình nghe lạ lạ. Lấy kiến gì nấu canh chua. Đó, dạ. Có nhiều như chút nữa. Dạ. Chú cho con hỏi thăm chú. Dạ. Ở trong xã Âu Lâm mình có cái giếng mà tự nhiên mà nước không bao giờ cạn là ở đâu hết chú? Gần ở đây không? Nói mời lên chưa biết. Dạ. Nghe nói trong đây có một cái giếng mà nước rồi xưa giờ là không bao giờ cạn luôn hả? Dạ. Dạ, ở đâu hả chú? Chú biết không? Tức chốt bê, thấy không? Dạ. Ở tức chốt báo. Ở U Lâm mình nè. Dạ, lên trái bên đây đó. Dạ. Dạ, vậy là trong đường ở vô hồ hả? Dạ, có đường đi. Dạ, dạ, dạ. Đi tới chùa đó thì có đường. Quẹo vô ha? Dạ. Dạ, dạ, dạ. Trời ơi, cô chú lấy kiến về nấu canh chua. Nghe mình nghe lạ lạ ta. Dạ dạ, con cảm ơn nha. Kiến nấu canh chua. Nào giờ mình mới nghe lần đầu luôn. Cô chú người dân tộc á, nói chuyện tiếng Việt thì cũng không có gành không á. Cô chú có cái cây với cái thùng á. Cái kiến nha. Nãy giờ mình đứng đây cũng bị kiến cắn rồi. Thôi bây giờ mình tiếp tục kiếm đường đi tới cái khu vực cái giếng nha. Giờ thì mình cũng vẫn chưa có tìm được cái chỗ chính xác cái giếng đó. Mình thấy ở hai bên đường là những cái miếng đất rất là khô hạn nè. Như mọi năm thì hiện tại thì mấy miếng đất này là bắt đầu xả lúa lại hết rồi, nhưng mà hiện tại thì không có nước, thiếu nước trầm trọng nên không có thể xả lúa được luôn. Phải đợi có mưa xuống. Đây là ngay khu vực chợ xã Âu Lâm mình nè. Vẫn chưa có tìm được chính xác cái vị trí đó nữa nha. Không biết là ở đâu. Mình với anh đang phòng định đang đi kiếm nè. Ở đâu? Biết không? Đi hỏi thăm. Là cái đường vô ngay chùa không cô, hay là đi lên hộ thông nữa? Dạ, ngay chỗ chùa đi lên luôn ha. Dạ dạ. Thôi vậy là mình đi qua đây là hút rồi. Rồi cảm ơn cô nha. Cái giếng đó ở đâu chú? Hả? Cái giếng đó ở đâu? Giếng gì? Dạ cái giếng nước mà bà con người ta lấy nước hồi xưa giờ á. Hai viện nó tới tôi nó chôm chạy thẳng lên đường ruộng á. Là chạy đường này thẳng ra luôn. Không, tới nó chôm nó ở chợ nó chôm chạy lên với chùa một bên này nữa. Một bên này nữa. Dạ, là hai cái giếng ha. Ừ, hai cái giếng đó. Cái giếng mà bằng đất không á nha. Ừ, đúng rồi, đúng. Là ở đâu ngoài đây hả chú? Chùa bằng lên chạy thẳng lên đường ruộng á. Cái đường ruộng chùa hả? Ừ, đúng. Dạ dạ, con cảm ơn nha. Ừ. Dạ, vậy là chú có thường lấy nước ở đó không? Ừ, có, đông người lắm ở trên đó. Dạ, đông người lắm ha. Ừ. Dạ dạ. Rồi, cảm ơn chú nha. Dạ dạ. Cuối cùng thì mình cũng hỏi thăm được cái thông tin đường vào cái khu vực giếng đó. Nghe nói là hiện tại thì rất là đông bà con ở trong khu vực xã Âu Lâm là
lấy nước ở khu vực giếng đó nha. Giếng đó thì nghe nói là cũng có lâu đời lắm rồi, nhưng mà đặc biệt á, trong cái thời gian khô hạn hiện tại á, phải nói là cực đỉnh, thì giếng này vẫn không khô nước nha. Điều rất là đặc biệt nha. Ở nhiều cái giếng khác á, thì đào rất là sâu luôn, nhưng mà hiện tại thì cạn kiệt nước rất là nhiều rồi. Có nhiều điểm là giếng là không còn nước luôn. Nhưng mà đặc biệt á, thì cái giếng này lại không bao giờ khô nha, có nước là quanh năm luôn. Giếng này nghe nói là nằm ở giữa một cái cánh đồng luôn, cánh đồng là khô hạn luôn. Khi mà đến ngay với chợ Sáu Lâm á, thì tôi quý anh chị có thể rẽ về tay phải nha, là đi theo cái hướng Cao Tùng Lốc đang quay nè. Phải nói là muốn tìm đường đến được cái giếng đó không phải là đơn giản nha. Anh em mình nãy giờ hỏi thăm rất là nhiều cô chú bác ở đây rồi đó. Ở đây không biết luôn. Không biết luôn hả cô? Dạ, bà con ở đây thì chủ yếu là người Khmer. Nhiều bà con không biết tiếng Việt nữa. Rồi bây giờ thì mình tiếp tục hỏi thăm nữa nha. Chị ơi, cho em hỏi thăm với chị. Nghe nói ở đây có một cái giếng nước mà tự nhiên hồi xưa giờ là bà con người ta lấy nước á, là ở đâu vậy? Ở trên này nè. Là đi đường nào chị? Đi đường nào nè? À, đi cái đường đất đấy ha, là chạy vô chổng xa không? Cũng xa. Dạ, vậy là chạy thẳng vô rạp đó. Dạ, có bà con người ta lấy nước trong chổng không? Còn. Dạ có ha. Dạ dạ. Là mình chạy xe đường này hay là mình lội bộ đường này? Chạy xe đường á. Chạy xe thẳng vô luôn ha. Dạ dạ dạ, rồi em cảm ơn. Cảm ơn chị nha. Dạ dạ. Rồi sau khi hỏi thăm cô đó thì chỉ là chạy vô trong ruộng nha. Ở đây có xe bà con người ta đi xe ra kìa. Giờ này thì trong những cái ruộng lúa này thì khô gan luôn rồi. Chạy thẳng vào trong đồng nha. Giờ là xe chạy vô đồng là dễ đi gan là ở trên cái đường lộ luôn rồi đó. Khô gan luôn rồi. Cái này bà con người ta không có trồng được gì hết trơn rồi. Trong đây thì đợi mưa xuống á mới trồng lúa hoặc là trồng đậu đâu được. Bà hai nó lấy nước hay gì kìa. Ôi con chào bà hai, mình đi lấy nước hay gì bà hai? Dạ. Đi lấy nước ha. Dạ dạ. Lên con chở luôn nè bà hai, con chở bà vô hai vô luôn nè. Ủa cái đường đi ra giếng là đường này hả bà hai? Dạ. Ra cái giếng mà bà con mình lấy nước á. Ừ đây. À. Dạ dạ, vậy là chính xác rồi ha. Dạ. À. Giờ hỏi thăm cả buổi luôn. Quá hên luôn rồi. À, anh em mình nãy giờ là hỏi thăm rất là nhiều cô chú ở trong đây luôn rồi. Tại vì có nhiều người biết, có nhiều người không nha. Cao Tùng Vlog thì cũng quay cái hướng dẫn cái đường đi vô luôn đó cho cô bác anh chị nào mà có muốn đến cái giếng này để xem, hoặc là nói chung là bạn YouTuber nào muốn quay thì có thể biết được cái hướng, cái đường chính xác để mà quay luôn. Cô chú anh chị nào mà thấy mình quay cái đường hơi dài á thì có thể xả qua một đoạn nha. Có thể muốn xem cái giếng không thì xả qua một đoạn. Thì Cao Tùng Vlog cũng hướng dẫn bà con cô bác để mà đi lấy nước á, cũng như là bà con cô bác nào xem á cái đường đi. Ủa đó con rắn mới bò ngang chạy xuyên vào trong cái vườn cây, mình mới chạy qua mấy cái ruộng cái nữa, mình chưa biết chính xác là ở đâu luôn nữa. Nãy giờ thấy chạy xe cũng xa đó. Thì cũng khá là nguy hiểm nha cô chú anh chị, nào mà có muốn đến đây thì chạy kỹ nha, đường hơi khó chạy. Đường rất là quanh co luôn. Ồ thấy có anh trai kia chở nước kìa, nó chở nước ra luôn kìa. Khó quá, thì anh trai kia chở nước kìa.
cái giếng là đi hướng này hả anh chơi? Ồ ở đây nè, đây nè, có bà con cô bác kia người ta đi cái giếng này kìa. Vậy là có một cái giếng khác bên kia nữa. Giờ thì mình đi coi cái hướng này thì không phải cái hướng mà của cái giếng mà bằng tự nhiên, mà cái giếng này thì mình thấy có một cái dành đúc xi măng. Hồi bữa nay mình gặp anh Cúng, ông Kính đâu đây? Xin chào. Chào cô chú anh chị. Rồi cô chú đang lấy nước hả? Đúng rồi, cô lấy nước. Ồ oh. Can vậy là 30 lít hả cô? Dạ. Đầy rồi đó ha. Rồi xuống lấy đi chị. Chị nói đầy hả chị? Phải đầy mà tại chị mắc cỡ quá. Chị mắc cỡ hả? Này, 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 chị không lấy, tới tài em lấy à. Hình như là nước này nó sẽ gịnh ra từ từ nha. Cô kia mới lấy xong thì nước cũng lưng lưng rồi. Bây giờ thì mình thấy cũng còn đang gịnh ra mà nhưng mà gịnh từ từ á. Lên từ từ á. Không lấy nữa hả cô? Vậy là nhường tài cho người khác phải không? Dạ. Thấy có cô chú lấy ở đây cũng 3-4 canh nước rồi nè, cũng đang đợi nữa. Không lấy nước hả anh chạy? Đang đợi luôn. Tại vì đợi cho cái giếng nó đầy nước nó xíu anh Tùng. Ờ, cho đầy lên ha. Dạ. Hiện tại thì nước nó đang lưng rồi. Nên là cô chú anh chị phải đợi cho nước nó dâng lên cao á, mình mới múc được. Nói chung là hiện tại thì ở khu vực Bảy Núi và tất cả các khu vực khác cũng nhiều điểm lắm, là bị khô hạn rất là nhiều. Nên là hiện tại thì những cái mạch nước mà còn như thế này thì rất là quý luôn. Đây, ở đây là cô chú lấy được mấy can ở đây nè. Ở đây làm cho khổ khổ đó, không có nước đâu. Không có nước không hả? Mà bà tới đây cũng có. Hiện tại thì bên hồ á, còn nước nhiều không mấy chú? Nước nhiều nữa. Dạ. Nước đây mà nước quá. Còn ở vòng vòng cái khu vực này không có nước ha? Không có đâu. Dạ. Có vòng nơi sống hả? Bây giờ là cái giếng này là có nước, bà con mình tập trung ở đây lấy để đem về xài. Ừ, đem vô xa nha. Nước ngọt cũng như vàng nha. Đúng rồi, hiện tại thì nói chung là hầu như là nguyên nước Việt Nam mình luôn, là hạn hán rất là nhiều chỗ luôn, đặc biệt là khu vực Tiền Giang đó. Trời ơi, giờ không có nước sinh hoạt khổ dữ lắm luôn. Ủa nước này là nó vẫn nước ngọt bình thường hả chú? Bình thường chứ. Thấy nó trong quá. Ừ. Nước này là mình lấy về mình uống luôn hay là mình uống chỉ xài thôi chú? Không có xài gì đâu. Đặc biệt là uống. Ồ, là mình lấy nước uống luôn hả? Bạch thàn dân vô tật đan thấy cùng ai mà. Chỉ đem bên can xuống để mà chuẩn bị lấy. Chỗ này thì dân đây dân là nam mai chứ. Mình đọc nghe nói nó có nước giữa ruộng nữa không chú? Để nước đa vô. Ở đâu chú? Ở bên dưới đó đó. Là cái giếng thiên nhiên luôn. Là nước nó cũng hoài luôn, không có hết ha. Không có hết đâu. Dạ. Tối ngày tối sáng vậy đó. Dạ. Bà con mình giờ bữa nay chắc cũng có lấy mình đó. Ừ. Vậy là mình nước này mình lấy về là mình sử dụng mình uống luôn. Ừ. Dạ. Quá êm luôn ta, một điều rất là quý ha. Dạ. Ở đây hiện tại thì có mấy cái giếng à, bà con tập trung vào đây để lấy nước. Ồ, ở đây cô này đang lấy nước. Cũng nhanh quá ha. Tại vì sợ nước trên đồng nó xuống dơ quá mà. Bây giờ phải nói là rất là khổ nha. Giống như mình ở quê mình thì nước nhiều mình xài á. Phải nói là đó giờ mình xài cũng rất là phung phí á. Nước thì nói chung là ở mình thì nước nhiều.
mình nhìn thấy cảnh bà con ở đây cái là mình thấy là mình nên là tiết kiệm nước dữ dằn luôn. Thấy bà con khổ ghê không? Trước tắm là mình tắm thoải mái luôn, mà từ khi xem những cái bà con lấy nước á là cái lần tắm mình nhớ cân nhắc liền. Bình thường là xưa giờ là mình ở nhà là lấy nước hay là khói âm lên, rồi bây giờ là gặp cái tình cảnh này là thôi tiết kiệm nước dữ dằn mới được. Đây là chị đang nước nước đổ vào can này để mà đem một tài, là nước này đem về là nấu ăn uống ngày xưa luôn, bình thường thôi, là nước rất là mát nha, trong ngọt nữa, không tí đủ không định mình nếm thử coi. Thấy cũng nhanh ha, mình tưởng nó không có nước nhiều ha, không ngờ nó định ra cũng nhanh lắm á. Anh đó đang chờ lấy đó anh. Quá đặc biệt luôn, gọi là tú tinh cho bà con mình dùng cái núi này nè. Hiện tại bà con ở đây là gặp nước như như là vàng vậy đó. Đây bây giờ tới tài tiếp theo của chị gái mình lấy nước nữa nè. Chị chở mấy can chị? 2 can hả? Dạ. Một can vậy là mình xài khoảng tầm bao lâu là hết hả chị? Một ngày là mình lấy khoảng mấy can là đủ trong gia đình mình sinh hoạt chị? Dạ 4 can ha. Dạ. Vậy là một ngày phải lấy 4 can nước á, vừa uống và vừa sinh hoạt luôn á, là 4 can nước nha. Nhà chị, nhà chị là bao nhiêu người? 5 người ha. Dạ 5 người là mình lấy 4 can nước xài trong vòng một ngày. Vậy là ngày nào cũng đi lấy hả chị? Dạ. Nói chung là chị xài một ngày là 4 can đó. Nhà chị là 5 người nha. Cố gắng đổ cho đầy luôn kìa. Nói chung là một miếng nước nào mà nó đầy lên thì rất là mừng. Thấy khổ ghê không? Thường con này ở miền Tây sông nước á rồi, nhưng mà bây giờ là nước nó bị hạn chế là nhiều nha, do xâm nhập mặn rồi lâu không có mưa, nên là những cái giọt nước đối với bà con mình dùng núi nè, như dùng khô khan rất là quý hiếm luôn. Lấy là phải lấy giờ thiệt là đầy đổ, là kêu bằng là nghiêng cái thùng cho thiệt là đầy luôn. Vì mà nó định ra mình lấy cũng đầy nước ha, cũng nhanh ha. Giờ là anh trai chở gì hả? Phụ tiếp ha. Thấy thường nha, bà con ở đây người ta phụ tiếp với nhau. Hiện tại thì nói chung là bãi núi hiện tại cũng rất là khô hạn nha. Hôm nay thì mình cũng có quay rất là nhiều điểm ở Tiền Giang cũng bị khô hạn. Hiện tại thì nước thiếu nước ngoài đó trầm trọng hơn ở đây nhiều luôn á. Ở đây thì có những cái giếng, còn ngoài kia là hiện tại là giếng khô hạn luôn, không có giếng nước nào mà còn để lấy luôn. Thấy tình cảnh mà bà con người ta lấy từng cái ca như thế này là mình thấy là phải trân trọng từng giọt nước khi mình xài, phải tiết kiệm. Ở trong đây hiện tại thì còn nhiều cái giếng có nước như vậy không hả anh trai? Được mấy cái giếng? Hiện tại ở đây là lấy nước được mấy cái giếng? Anh đó không biết tiếng Việt nhiều quá. Đây là bà con mình số dân ở Khmer. Đây bà con Khmer là chủ yếu á. Một can này nữa là như là 2 can hay 3 can anh chị? 2 can này. Chị nói là lấy một ngày là 4 can á, gia đình xài 5 người mới đủ. Quý vị mà thấy không, ở Tiền Giang, Gò Công này là bà con mình là thức trắng đêm chờ những cái can nước mà xe từ thiện quý vị. Ở dưới Tiền Giang mà có những cái giếng này là im hết luôn. Đúng rồi, người ta cũng ship hàng tối ngày trắng đêm luôn á. Tiền Giang cũng gần sông quý vị, nhưng mà do xâm nhập mặn á nên là cái nước có bị mặn cho nên là không xài được nha. Bởi vì gọi là trời xanh trời giữa là cũng rất là đặc biệt. Thêm ở giữa cái à, chút xíu mình sẽ An Giang á. Thử cái nước này nha, xem là có ngọt giống như nước ở khu vực ở dưới sông của Cao Tùng Mỹ Lóc không? Không, thấy cái nước này như nó sạch hơn 3 cái nước mà những cái trong bình mà gọn gọn nha. Này nó trong quá trong. Chứ nó có đá, nó ra nó lọc nước rồi. Ở trên khu vực núi phải không? Núi đúng rồi. Mà đặc biệt ở đây là
chỗ cái cánh đồng là phải nói là khô hạn nha. Nhưng mà đặc biệt thì những cái giếng nước này vẫn còn nước rất là nhiều, và con lấy là tối ngày luôn. Mình không hiểu sao mà ở khu vực Tiền Giang cũng có rất là nhiều cái giếng như thế này, nhưng mà hiện tại thì không còn nước ngọt luôn, chỉ còn nước mặn thôi. Nên mà con lấy nước thấy cực khổ ghê không. Xong xác mé này dịnh ra từ từ. Nên xíu mình uống thử một miếng này xem sao. Ngay xíu nó gịnh lại nha. Vì là múc khoảng tầm 2 can là mình ngưng để cho nước nó tụ lại từ từ ha, mình mới múc nữa. Lát uống thử một can đồng. Đúng rồi, để hồi anh uống thử rồi. Ngon lắm á. Rồi cho chị lấy xong đi. Con nhìn nước này thấy ngọt. Uống y như nước suối, không có mùi vậy chứ. Nước thấy trong ha. Lưng rồi, giờ này là muốn hết nước rồi. Nãy cũng mau, nãy mình để nó hết nước đó. Đúng rồi. Cái tụ lên mau đó. Vậy là lấy được khoảng từng 2 can, mình phải ngưng khoảng 15 cho đến 20 phút mình mới lấy được nữa, cho gịnh lên từ từ. Giờ này có những giếng nước này để cứu bà con bảy núi ha. Chảy cái nước chảy không kịp. Thì thường mà con không lấy là phải lấy nguyên cho nó thiệt là đầy luôn á để đem về. Nó tính lấy ăn cắp thùng nước ta vậy. Nói chung hiện tại thì có nhiều bà con đang đứng xếp hàng đợi để tới lượt lấy nước á, giờ thì rất là khô hạn rồi. Được 2 can đó hả chị? Dạ. Băng lại ha. Chở được không? Chị chở được không? Thôi thôi. Nhờ có anh trai kia tiếp chứ mình anh chị là bó tay luôn rồi. Dỡ không nổi. Mỗi xe gì chở được có 2 thùng à. Bởi vì nhìn thấy tình cảnh này thì Cao Tùng Vlog cũng muốn gửi đến bà con cô bác một cái thông điệp là hãy tiết kiệm nước. Nói chung là tiết kiệm tới cái mức độ nào mà mình cho phép mình sử dụng là quý nha. Hiện tại tình cảnh bà con ở Bảy Núi, cô chú bác anh chị có thể nhìn thấy đó, rất là khổ luôn. Nên là tiết kiệm nước được là rất là quý nha. Đừng xài phung phí. Chút trở lại lấy nữa không ha chị gái? Lấy 2 thùng nữa hả? Chị nói là một ngày phải xài 4 can như thế này nè. Giờ thì mình sẽ uống thử cái nước ở đây nha. Dạ. Ta mình múc luôn nha. Mình Tùng đang uống thử nước nè. Mát nha. Mát rượi luôn á. Giống nước suối không? Quá. Nó không có giống như nước suối, nó mát cái cổ họng mình dữ dằn luôn. Nói chung là không có quá chất gì hết. Cái này tốt nha. Nước này là nước cũng bò thuốc bò gì. Dạ, nước rất là tốt. Mình nghĩ là nhiều khi uống nước này còn tốt hơn là nước mà mình mua những cái bình đó.
có thể là có quá chất thuốc tẩy nha. Còn ở đây là hoàn toàn là không có nha, tự nhiên, nước rất là ngọt. Dạ. Dạ. Nước ngọt. Ngày là mình đi lấy mấy cỡ chú hay là một cỡ? Một ngày lấy một cỡ. Một cỡ à? Cùng ba cỡ, hai ca này cũng đủ một ngày à. Dạ. Hai ca là mình được ngày. Nhà chú nhiều người không? Tôi cũng 4 người nữa. Dạ, 4 người mà xài ngày 2 ca ha. Vừa uống và vừa sinh hoạt luôn ha. Dạ. Nhà cô kia thì 5 người mà lấy ngày 4 ca. Nghĩ là khẩu thì mình lấy nhiều. Bên kia chắc là mình nghĩ là có người lớn nhiều. Trên này thì anh kia đang đợi xếp hàng nha, tới lượt. Tới tài hả sao anh trai? Vì là tới sau là phải đợi phải không? Tại chỗ này lấy rồi mới tới em trai đó. Ở khu vực Cô Tô này thì ngoài cái giếng nước này thì mình nghe nói là có một cái giếng nước tự nhiên, hồi xưa đến giờ là không có ai đào cho nha, mà vẫn nước là rất là nhiều. Mình đi đến đó để tìm giếng nước đó nhưng mà gặp bà con lấy khu vực này thì mình quay chia sẻ luôn. Một xíu nữa thì mình sẽ qua cái khu vực đó để xem bà con lấy giếng nước ở bên kia nha. Chắc không ngon luôn. Ngon. Quay cái chút. Có trồng luôn ha. Trồng dưa luôn. Dạ dạ. Sáng giờ chú uống thử chưa? Cú rồi nữa. Mà nước này coi cho con ở thăm cái chú là hiện tại á là nó ngọt hơn là lúc mà trước không? Cho hay là nó cũng tự y gan vậy? Lúc nào cũng không chắc ngọt cũng lúc này đâu. Dạ. Là cũng ngọt là giống vậy luôn ha. Dạ. Nhưng mà cái giếng này chú nói nước ngọt hơn mấy giếng kia nè, cho nên bà con mình ra đây lấy nhiều. Ở đây là ngọt hơn mấy giếng kia hả chú? Ngọt hơn. Dạ. Ô ngộ quá ta. Tại cũng làm mọc nước này không à. Dạ. Giờ lấy cái giếng này nhiều ha. Còn mấy giếng kia thì ít lấy hơn ha. Người cận cảnh cho cái giếng kia. Là mấy cái giếng kia là nó có độ mặn hay sao hết chú? Hay là không ngọt bằng giếng này? Không. Nói chung là giếng này đặc biệt không có giếng kia. Anh này cũng đang đợi tới tài nha. Lấy can này nữa là đủ chưa chú? Đủ rồi ha. Nhà chú thì ít người, chú lấy có 2 can là xài đủ một ngày rồi. Người nói là cái tình cảnh hiện tại thì không chỉ bảy núi nha, mà rất là nhiều điểm ở trên cả nước mình luôn là bị hạn hán rất là nhiều, đặc biệt là khu vực Gò Công với Long An là hiện tại là thiếu nước trầm trọng luôn. Chỉ có những cái nước mà con người ta bán bình để sử dụng uống được thôi, còn nước sinh hoạt hiện tại thì hầu như là không có nước luôn, phải nhờ các địa điểm khác chi viện tới để hỗ trợ bà con nước ở khu vực đó. Mà một cái điều đặc biệt nữa thì khu vực Tiền Giang lại có một điểm ngập lụt hiện tại cũng khá là nghiêm trọng, coi Tùng Lóc cũng có quay chia sẻ mấy clip trước á. Tình cảnh năm nay thì nói chung là thiên tai lũ lụt xảy ra rất là nhiều nơi, mà đặc biệt thì có năm nay thì ở miền Tây mình là hứng chịu, mình nói là những cái trận hạn hán cách đây mấy tháng rồi mà không có một giọt mưa nào hết trơn luôn.
Rồi bây giờ thì mình sẽ đi qua cái khu vực cái giếng mà hoàn toàn là phía xung quanh là bằng đất không à, không có đúc xi măng giống vậy luôn. Bây giờ mình sẽ qua khu vực đó nha. Đây thì mình có thể nhìn được thấy cái khung cảnh ở trên khu vực núi Cô Tô nè cô chú anh chị. Hiện tại thì nắng kéo dài khoảng tầm 5 tháng nay thì những cái cây đã bị khô héo rất là nhiều, nguy cơ bùng phát cháy rất là cao nha. Nên là mình cũng khuyến cáo bà con cô bác ở khu vực núi Cô Tô á, nếu mà có đi gừng đi gãy gì đó thì hạn chế sử dụng. Nói chung thường thường là mấy chú là đi gừng hút thuốc á, nên là hạn chế nha. Sau khi mình hút xong thì mình hãy dập tắt thiệt là kỹ, hãy đi về nha. Đó, những cái cánh đồng này thì hiện tại cũng rất là khô hạn luôn. Những cái ngày bình thường như mỗi năm á, là cỡ này là bà con người ta đã xả lúa và trồng gãy rất là nhiều rồi, nhưng mà do hạn hán khoảng tầm 5 tháng nay thì những khu vực này là hầu như là khô hạn luôn. Thôi bây giờ thì mình sẽ qua cái khu vực bên cái giếng nha, giếng tự nhiên. Rồi bây giờ thì mình đang di chuyển qua khu vực cái giếng tự nhiên ở bên khu vực bên đây, cũng cách khoảng tầm hơn một cây số nha. Mình đi cái hướng mà ngay chợ Âu Lâm á, mà mình không quẹo vô chợ Âu Lâm mà mình vòng qua bên đây. Đây có một số cô chú đằng kia đang lấy nước kìa. Đây một cái cánh đồng phải nói là cô chú anh chị có thể nhìn thấy nha, khô hạn là hiện tại là không có xả lúa được luôn. Nhưng mà ở đây, đặc biệt ở đây thì có một cái giếng là nước không bao giờ cạn nha. Đó, giữa cái cánh đồng luôn. Ở đây mình thấy lấy nước nhưng mà mình không có thấy người luôn nha, không mất tiêu luôn rồi. Trời ơi sâu dữ vậy ta. Ở giữa một cái cánh đồng, giữa một cái cánh đồng lại có một cái giếng nước, mà điều đặc biệt đó là không, bên trên là không có xây xi măng hay gì hết nha, hoàn toàn là ở ngoài ruộng luôn, đặc biệt quá ta. Sáng giờ này là anh lấy được 6 ca này đó, 6 ca này đó, mà người trước anh là có người ta lấy gọi nữa đó. Xếp hàng đó là tới anh là chắc này là còn nhiêu đó. Mười mấy ca nè. Là muốn lấy đem xếp hàng đó. Lại ra ra tới chiều á. Chiều luôn, lấy tới chiều luôn á. Vậy đó hả? Điều mình phải nói là nước này nó cũng trong cái ngọt bình thường. Rất là kỳ lạ nha. Giữa mỗi cánh đồng là khô hạn luôn, nhưng mà lại có một cái nguồn nước. Phải nói là cũng rất là đặc biệt nha. Thường mà mình đi làm ruộng là nước nó dơ, nó xịn. Giờ mà lóng ra trong ha. Trong. Cái giếng nước này có từ bao lâu rồi hả anh trai? Mình đào 4 tháng rồi đó. À 4 tháng. Vậy là giếng nước này mới có 4 tháng nay hả? Mới đào à. Ôi. Vậy là những cái lúc mà không có nước rồi mình mới đào đó anh. Là cái nước xài đó ha. Vậy là mới cái giếng nước này mới có 4 tháng nay nha. À là nước này mình đem về uống là bình thường luôn. Chứ không phải là cái giếng nước mà bà con đồn đại là khoảng tầm có 10 năm nay nha. Ồ đặc biệt nha. Cái giếng 10 năm là giếng kia á. Cái giếng cũ hồi sớm mình quay đúng không? Như vậy là chính xác là cái giếng kia là giếng cũ nha, đào cách đây khoảng 10 năm, còn giếng này là anh trai nói là mới có 4 tháng nay à. 4 tháng nay vậy là đợt hạn hán tới nay tới giờ. Đúng rồi, năm rồi tháng 9 tháng 10 là giếng mưa rồi. Cho em hỏi cái anh trai là tại sao mình biết ở khu vực này có nước ngầm mà mình đào? Có người già hả? Người già ông thì cũng biết á. Ồ ngộ ta. Tại vì á, thường thường á, là một cái cánh đồng rất là rộng lớn như thế này mà biết được một cái chỗ có nước ngầm là rất là khó luôn. Đây mình quay lên trên cho cô chú anh chị xem nha. Đó. Nguyên một cái cánh đồng phải nói là mênh mông nè, rộng lớn như thế này nè. Đó, cô chú anh chị thử hình dung đi. Tại sao là lại biết được một cái chỗ này có mạch nước ngầm nha. Một điều rất là kỳ lạ luôn. Nó có nhiều cái miếng đất là rất là thấp bên kia luôn kìa. Mà tại sao không có nước? Miếng nước này nó ở đây thì cũng chung trên đây thì rất là cao, không hiểu lý do tại sao lại có nước mạch nước ngầm ở chân khu vực này. Sáng ngập tới cái cao mà sáng tới đây là
Đó, giữa cánh đồng nha. Khi mà mình đứng cây xa là mình không có thấy anh trai luôn nha. Đó, lúc ở dưới khoảng tầm mấy mét à. Đời sống mà con mình khó khăn, tốn tiền nữa đúng không? Dạ. Này lại lại nước để uống. Dạ. Cái mặt nước cái này rất là quý luôn đó cô chú. Nước chảy ra ngoài nè. Nó gịnh ra có cái như cái mặt nước. Ở đây là mình lấy khoảng tầm mấy can là hết nước ha anh trai? Không hết. Không hết mà. Hoài tới vậy đó. Sáng giờ sáng là người ta lấy hoài. Vậy là mình múc từng ca vậy là hoài luôn ha. Dạ đúng rồi. Tính ra một ngày biết nhiều khối nước ha, tổng cộng luôn á. Thì gai tới chiều luôn á. Dạ. Tới 6 giờ á. Thì cái người dân 65 đây là toàn luôn cái giếng này không á. Dạ đâu rồi. Người dân là phải dập nắng ở đây lấy từng canh nước đem đi xài. Xíu nữa để anh trai lấy xong mình sẽ xuống tặng cái khu vực chỗ cái mạch nước này quay cho cô chú chị xem nha. Đó mình thấy có một cái mạch nước nó chảy ra liên tục luôn. Ở đây thì xa với khu vực núi dữ lắm nha, chứ không phải gần nha. Đây qua Cô Tô khoảng mười mấy cây số á. Đây là giữa đồng luôn. Thì rất là lạ nha. Đây lên khó nha. Đây em xuống dưới em quay thử cái rồi, xem là ở phía dưới cái mặt nước như thế nào nha. Mình đi xuống dưới luôn nha. Trải nghiệm thử như thế nào nha. Đường xuống nè. Nè cô chú anh chị ơi. Chung là nước bây giờ là quý như vàng nha. Đó. Ở trong này là có mạch nước nha. Mình cẩn thận nha cô chú anh chị xem nữa. Nước chảy liên tục nha. Điều đặc biệt là nước rất là trong nha. Trên đây không có mạch nước nha. Chỉ có dưới đây nè. Chảy ra hoài luôn. Một ngày là lấy mấy chục canh nước á, nhiều lắm luôn á. Nước rất là trong nha. Đây có một cái can nước nha. Thì mình thử nha, thử uống nước này như thế nào nha. Nước rất là trong luôn. Ồ, nước này rất là mát nha, ngọt ngay luôn á. Ồ, đặc biệt nha. Chạy luôn đối với. Muốn bộ chạy luôn rồi. Ồ, nước ngay luôn trời. Dân lấy nước nhiều hơn lúc trưa á. Dạ đúng. Dạ, trưa nó nắng. Nó nước chảy ra nhiều định ra ngoài luôn chứ. Ủa rồi nơi đây làm ruộng rồi ta chạy xả lúa là chưa rồi lại không? Không, lắp lại. À lắp lại hả? Đúng rồi. Vậy sao? Chừng nào cần ta mới đào lên lại. Đúng rồi. Ồ vậy là tới xả lúa là phải đắp lại hả anh trai? Dạ đúng rồi. Ủa chứ mình không có chừa lại chỗ này trống để dành lấy nước hả? Dạ không. Tới đó tới mùa mưa mà làm ruộng lại. Vì là nhờ cái giếng nước này mà cứu được bà con ở khu vực bãi núi mình ở đây phải không? Đúng rồi. Quá mừng luôn. Khi nào hạn mình tiếp tục mình đào lên rồi. Đúng rồi. Nói chung là mình nhớ địa điểm này ha. Dạ, nhớ địa điểm không à? Dạ. 30 năm rồi đó. 30 năm nay hả? Dạ 30 năm nay đó. Chị đào lên lại đó hả? Đào năm nào cũng đào hết trơn á, tới mùa. Nhưng mà lúc khô hạn bây giờ là mới đào lại là 4 năm. Bốn tháng nay chứ. 4 tháng à, mới 4 tháng nay à. Cái chỗ khác không biết có nước không hay ta mình không biết á. Không biết. Chỉ là cái chỗ này là được những cái ông bô lão trong làng lớn tuổi người ta chỉ mình đào đó. Dạ đúng rồi. Ta có kinh nghiệm ha, ta kinh nghiệm á. Dạ. Hay gì ta. Bởi vì tại vì mình thấy khu vực này đó là đào, không phải là đào ở đây nè, bên đây nè, không có nước. À. Rồi ông dòm sao ông đào ở đây lại đây có nước luôn á. Phụ hay dữ người ta. Dạ. Ông can hay á. Phải ngay dạ. Cái mặt nước nó mới được. Tại vì mình thấy nè, ở trên đây là miếng đất bên đó rất là chủng luôn. Mà tại sao không có mạch nước mà miếng đất cao này lại có mạch nước? Dạ đúng rồi. Một cái điều rất là kỳ lạ nha. Ở đây có tháng mấy người ta mới xả lúa ra? Tới mùa mưa á. Mùa mưa? Ở tháng sau á. À. Mà nếu như mà tháng sau không có mưa là ở này không có lấp. Dạ đúng rồi. Ừ. Em nghe đài kêu á, tới tháng 5 mới có mưa đó. Tháng 5 mình không biết năm Tây á, đài kêu á nghe. Dạ. Cho em hỏi anh trai, là thường thường là ở đây mình á, là khoảng tầm tháng mấy là mình xả lúa lại rồi? Ba mình này nè, tháng 3. Ở đây ở trên này à? Ở đây nè. Ở đây
tới mùa mưa tao mới xả. Vậy là thường thường là mỗi năm là khoảng tháng mấy là mình ở đây có mưa rồi? Như mỗi năm, như năm ngoái đi, năm ngoái là tháng mấy mình xả? Nhưng mà năm ngoái như em nhớ là mưa sớm hơn mưa sớm, năm nay đúng sớm. Không? Mưa sớm hơn. Mưa sớm, dạ. Mình sớm hơn. Trước được 2 tháng, 3 tháng vậy đó nó mưa lại. Ở đây cỡ 5 tháng rồi đó chưa có mưa đó. 5 tháng nay là mình chưa có mưa. Dạ đúng rồi. Bởi vì nó mới hạn hán như dữ đó. Bởi vì khổ bà con ở đây ghê luôn ta. 5 tháng trời không có mưa rồi. Thường là 2 tháng hoặc 3 tháng là xả lúa lại. Mà ở vùng đồi núi mà nó khô khan nước, dạ, phải như ở đồng bằng chỗ em á thì hạn hán mà vẫn có nước. Mà trên đây đặc biệt là bà con mình tưới tiêu này kia nhờ nước mưa ha anh. Dạ đúng rồi. Nhưng mà không có mưa là làm bỏ tay luôn, nó nói chung là chịu luôn, nó chịu chặn luôn á, chứ không có làm cách nào được trơn á. Trên đây có mưa mới xả được. Dạ. Mưa là phải mưa nhiều hay là một đám hai đám là mình xả được ha anh trai? Không. Tụi mưa nhiều mới xả được. Mưa nhiều mới xả được ha. Đúng rồi. Trên vùng núi mà. Ở đây đâu có xài nước bơm sông vô đâu đúng không? Xài nước mưa tích trữ là khúc dưới không có. Dạ. Không chạy này không có. Trên này là bỏ tay ha. Thì dùng thôi. Sáng giờ anh trai lấy được mấy can rồi? Sáng giờ là 2 can là 8 can đó. Là 8 can nước hả? Dạ đúng rồi. Là buổi sáng giờ có bà con nào lấy trước nữa không? Có. Người ta lấy 10 mấy can rồi đó. 10 mấy can hả? Dạ đúng rồi. Ủa ngộ quá ta ơi, cái chỗ này mình thấy là cái mạch nước rất là nhỏ luôn á, mà sáng giờ là lấy mấy chục can nước rồi. Đó. Tính là 2 mấy can gì đó. Sáng giờ kỳ lạ ta ơi. Sáng giờ là người dân lấy mấy can hả? Dạ đúng rồi. 2 mấy can nước mà vẫn chưa có hết nước nha. Nói chung là mạch nước này có hoài luôn á. Kỳ ta ơi. Trong những cái tháng mà mưa xuống thì bà con người ta sẽ lắp lại cái giếng này luôn nha. Đây, những cái can nước bà con người ta lấy rồi nè. Điều kỳ lạ ta ơi. Đó. Rất là đặc biệt nha, giữa một cánh đồng mà lại có một mạch nước để cứu bà con ở khu vực Bảy Núi hiện tại nè. Đó. Trên khu vực đó là núi Cô Tô đó. Ồ giờ này đầy lên nữa rồi kìa. Nãy giờ mình ngưng ngó chút xíu là đầy lại rồi. Ngưng 2 phút 3 phút là đầy rồi. Ủa, nhanh vậy ta? Vậy là mình bỏ thời gian là cỡ 5 phút mình để đựng can ha. Dạ đúng rồi. Để 5 phút. Cho em hỏi cái anh trai là nếu mà mình không lấy cái thời gian mà lâu á, nó có thể là nó ngập lên khoảng tới đâu? Ngập tới đây luôn đó. Ngập lên tới đỉnh trên luôn hả? Dạ đúng rồi. Ô ngộ người ta. Không lấy là ngập tới đây luôn á. Vậy hả? Dạ đúng rồi. Sao ngộ á? Ồ. Ủa như vậy là mạch nước ở đâu mà nó cao hơn cái khu vực này, dưới đất này luôn ta? Thường thường nếu mà mạch nước tới đâu á thì nó sẽ nước tới đó. Mà tại sao nếu mà mình ngưng không lấy là cái mạch nước nó lại lên tuốt ở trên luôn ta? Lại nó dâng lên. Dâng lên đó. Là mình làm cái nữa là dâng nhiều hơn nữa đó. Dạ. Nếu mình đào sâu lại có nước nhiều. Dạ đúng rồi. Kỳ lạ ha. Đây cũng gọi là một cái là trời ban thì thiên nhiên ban tặng cho bà con mình khó khăn. Thường ngoài ruộng mình đi làm ruộng ngoài đào sâu dưới là ba cái nước sình phải không? Dạ đúng rồi. Ở này là nước trong. Nó cũng phải gọi là ngay một cái mạch nước đó. Mình công nhận cái người mà đào được cái mạch nước này công nhận hay ha, giữa cái cánh đồng gì mình đào biết cái chỗ nào ta. Từ đào tới đây không có nước rồi, từ đào trong này mới có nước. Hơn ngộ hả ta? Dạ, nghĩa là nó sơ chịch là chừng 1-2 tấc thôi là không có nước. Dạ đúng rồi. Đào ngay mạch nước mới có nước ha anh nhỉ. Kỳ lạ ha. Bởi nói như vậy mới gọi là vì một điều phải nói là thiên nhiên ban tặng ha, kỳ lạ ha. Trong giữa một cái ruộng lúa như thế này lại có một cái mạch nước như vậy để cứu giúp bà con hiện tại. Hơn nữa hả? Dạ hơn. Vì là nước nhiều lắm á, ta lấy mười mấy người là nhiều lắm luôn á. Nhiều. Cái khung giờ nào bà con mình lấy nhiều là sáng với chiều hay gì? Sáng tối cũng có nữa. Vậy hả? Dạ. Có một số bà con đi làm rồi ban đêm người ta cũng ra lấy luôn ha. Dạ đúng rồi. Lúc người ta 3 giờ sáng người ta đi lấy cũng có nữa. 3 giờ sáng luôn hả? Dạ đúng rồi. Rồi lấy tới chiều tối luôn. Chiều tối ai đi làm trễ người ta cũng ra lấy luôn. Để chị em đổ cho. Đứng dưới đi. Đây rồi.
À, hết này nữa ngưng ha, về nhà ăn cơm ha. Dạ, cơm rồi. Chưa đem xài được mấy bữa. Nửa tháng hả? Chỉ là lấy lần nửa tháng mới lấy nữa. Không lấy cho nó đầy mấy cái lu á. À, có nghĩa là ở nhà mình cũng dự trữ lu với mấy cái bồn ha. Dạ đúng rồi. À. Xài nào hết mới đi lấy nữa. Gót vàng ở ngoài một giọt nè quý vị. Giờ một giọt nước à, quý như nói chung là hiện tại là nước là quý như vàng đó, là có thật đó. Nhờ có mạch nước này mà cứu được bà con ở khu vực bảy núi mình đó, chứ không thôi là xong luôn rồi đó, tiêu đời luôn rồi. Kỳ lạ hả ta, giữa một cánh đồng cái đó là ruộng lúa khô khan bao la nhưng mà lại có một mạch nước tràn trề giúp cho bà con hiện tại là đỡ khổ ở khu vực bảy núi luôn. Hồi xưa giờ là đâu có năm nào mà hạn hán như năm nay hả anh trai? Nay là năm con rồng nữa vì năm thìn. Người ta nói năm thìn bảo lộc á, mọi năm hạn hán. Thời tiết nó thay đổi chưa? Xe vậy chở là lần mấy can? Hai can ha. Nhà nó gần đây không? Đất đây nè. Ờ gần ở đây ha. Một can 30 lít, hai can 60 lít. Để ngược như chảy. 25 lít hả? Dạ đúng. 25 lít nước. Đây giờ này là 10 giờ 35 phút nha. Ngày 13 tháng 4 năm 2024 nha. Mình quay thời gian với cái địa điểm chính xác đó. Cô chú anh chị nào có xem thì hãy xem hết clip nha. Chứ không thôi nếu mà xem giữa chừng thì không có biết được hết được cái nội dung của cái clip nha. Cảm ơn cô chú anh bác anh chị em rất là nhiều nha. Nói là hiện tại thì khu vực bảy núi cái tình trạng khô hạn kéo dài như thế này thì rất là khổ bà con ở khu vực này nha. Ở đây thì đang đợi từng cái giọt mưa xuống để có thể xạ lại những cái ruộng lúa như thế này. Thường là như mọi năm là thời điểm này là xạ lúa lại hết rồi, mà giờ thì phải chờ đợi nè, chờ đợi những cái giọt mưa xuống để mới có thể gieo trồng được. Quá khổ luôn. Ồ, trên đó có một cái cô đang chuẩn bị chạy xuống đây để lấy nước kìa. À, cô đi chở ha, lấy rồi hả? Dạ, giờ đi chở ha. Ba chiếc rồi mà bê bánh xe. Bể bánh xe hả? Ờ, cô nó chở nước bể bánh xe à? Đi lấy nước mà bể bánh xe nãy giờ là chở giờ luôn hả? Chạy á. Chạy tội nghiệp không? Chục siêu nữa, một tiên rồi. Sáng giờ mình chở được mấy can rồi? Ờ, được 2, 4 can. 4 can hả? Lấy thêm 2 can này nữa là 6 can ha. Ừ, 6 can. Thì cô lấy nước thêm cái bằng nước này của cô. Đó là 4, đi được 2 chiên rồi, 2 chiên 4 cát. 4 cát này, 2 chiên 4 cát. 8 cát. Rồi mình lấy cái con xài được bao lâu cô? Không, cái này lại đi bán. Đi bán. Đi bán à? Đó, người ta mua. Rồi thì xài nó ăn đi ăn gì. Người ta kêu mình lấy ha. Kêu mình lấy như người ta. Người ta không bị trừ xe, người ta mua uống. Dạ, mua uống ha. Một can vậy là mình lấy mình bán khoảng tầm được bao nhiêu hết cô? Được 15 ngàn một can. 15 ngàn ha. 15 lít cô nói bán là được 15 ngàn. 15 ngàn. Ngày chờ được 10 can, 15 can. Dạ. Ngày có 100 mấy à? Ồ, 100 mấy, đồ tiền xăng rồi này. Lỗ cái gục xe rồi. Nói chung là có nghĩa là như vậy nè cô chú. Ở bên đây là bà con ở đây á, người ta không có thời gian đi lấy á, thời gian lấy nước ha. Người ta kêu những cô này lấy nè, người ta trả tiền cho. Nói chung là mình mua ở đây á, mấy cô này đi lấy thì nó có thể là rẻ hơn. Mình mua cái nước thùng rất là nhiều. Thường thường mà mình ở quê mình á thì mua nước thùng á cũng 15 ngàn nhưng mà cái thùng nhỏ hơn. Không có 10 lít nè. Đúng rồi, ở đây là được 15 lít, 25 lít. 25 lít. 15 ngàn.
mà nước này xe có sự xăng đúng rồi. Nước này tốt, phân tính là tốt hơn nước sai. Nước này uống giải ngọt trong mấy sự cơ sở người ta bán á. Đem về xài luôn khỏi thằng lóng phèn bọn nhớ. Ôi thôi đi nước phèn gì đó. Cái này nấu uống là nấu không nấu là uống đại uống đi. Thôi nấu cũng được nữa. Mình múc thì nó làm sát gì. Mình chờ trong một can gì khoảng vài phút hồ à. Đi múc nước chợ ban á. Cho con đi học đó, tiền. Nước chè ban ha. Ừ, đi ban. Ở đây năm nay nó khô hạn quá hả cô? Hả? Hôm nay khô hạn hết mưa ha, nước nồi nó hiếm. Năm nay khô đó. Trời mưa năm nay. Dạ. Mày năm là mưa sớm. Năm nay là trễ rồi. Vậy. Người ta không biết chở xe người ta mua. Dạ. Mấy người nào ta không biết chở xe đó hả cô? Ta mua ha. Nhóc nó không biết chở xe. Dạ. Nhóc luôn. Nhưng mà phải bỏ công người đi lấy nước nữa nha. Tính ra một can có 15 ngàn là tiền xăng thêm bọng kia như là tiền xăng tiền gì hết là muốn lấy giùm được 150 đó là tiền xăng hết 50 rồi ngày nay lấy được một can nước xếp hàng ra gì người dân mà tự đi lấy nước về có thể là cả nửa ngày luôn á cả nửa ngày được dài cái phải bỏ công ra chứ mình không bỏ công ngồi mua xe em là nước ngày nào xe hư nó đầy tiền á hư là lỗ phải không lâu hơn anh tiền xăng luôn thay tiền xài ngày nay rồi mà xe mới bị bể bánh rồi thay hôm nay lỗ rồi thay không có tiền thay nó tiền tội vậy đó bị bài hai bánh anh ta lấy 30 ngàn đó 15 ngàn tiền hay đủ tiền xăng 50 nữa hay 80 rồi khổ quá chưa được chắp nữa hay đi một ngày kiếm có 150 mà từ sáng nữa là tới chiều mà dầm nắng như thế này hả cô nắng rồi vừa chở nó nặng thêm nữa nắng quá nắng rồi. Nhà có gần chợ không? Gần chợ Âu Lâm không? Hả? Gần chợ Âu Lâm không? Tôi gần chợ. Dạ, gần trên chợ ha. Mà người ta mua cả 3 cây số. Ờ, chỗ xa ha. Bên vòng vòng bên dưới đó. Dạ, dạ. Chỗ xa người ta lấy nước không được, mất chợ gì tới chỗ người ta mới bán được là 15 ngàn một thùng nha. Thùng 25 lít. Cô này nói cả 3 cây số bán 25 lít. 15 ngàn. 15 ngàn đó. Không có mắc đâu, rẻ rồi. Rẻ luôn á. Đúng rồi. 25 lít nước. Phải là 30 lít. Một can này là 30 lít. À 30 lít, một can 30 lít. 30 lít. Rồi xách lên nữa là rất là nặng. Đây cô đây. Anh đó kéo lên tiếp đây. Mới có nửa can nè. Nửa can ha, đó bên đó. Nửa can. Lưng ha mấy cái này lưng ha. Chợ khoảng 3 cây số mới bán được một thùng 15 ngàn, can 30 lít nha. 30 lít. Một giờ mình lấy như vàng. Đầy cái thùng quý từng giọt nước luôn. Phải đầy mới được. Phải nói là hiện tại thì ngoài khu vực bảy núi thì rất là nhiều địa điểm ở trên toàn nước Việt Nam là bị hạn hán. Phải nói là rất là nghiêm trọng. Đặc biệt thì ở khu vực Tiền Giang đồ thì cũng bị nói chung là bị nặng luôn á. Là chờ những cái xe nước ở các tỉnh khác để hỗ trợ. Nhưng mà ở bảy núi thì nói chung là cũng gánh chịu cái thiên tai hạn hán này cũng rất là nhiều. Như cô chú anh chị có thể thấy đó, những cái ruộng lúa giờ là khô hạn, chờ đợi những cái giọt mưa xuống để có thể xạ những cái ruộng lúa này để kiếm thêm thu nhập. Nhưng mà một cái điều mà mình cũng thấy cũng khá là đặc biệt khu vực bảy núi á, là ở trong cái khu vực ruộng lúa như thế này lại tìm ra được một cái mạch nước để có thể giúp bà con vượt qua được cái khó khăn như hiện tại thì phải nói là rất là mừng nha. Rồi đến đây thì có lẽ clip của Cao Tùng Vlog sẽ kết thúc nha. Chúc cô chú anh chị và các bạn luôn luôn có nhiều sức khỏe, luôn luôn gặp được nhiều may mắn bình an trong cuộc sống nha.
tạm biệt và hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những clip sau nha. Nhớ đừng quên để lại một đăng ký kênh, bình luận góp ý và chia sẻ clip nha. Rồi bye bye và hẹn gặp lại những video sau.